Rồi, à, em nói đến đây thì có ai không hiểu không ạ? Mọi người, à, nếu mà anh chị nào mà không hiểu thì có thể đặt câu hỏi và chia sẻ ạ, thì em có thể giải đáp hoặc là chúng ta có thể chia sẻ với nhau, chia sẻ những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm. Bởi vì là ở đây nó cũng sẽ giống như là một cái cộng đồng để chúng ta cùng nhau chia sẻ cái kinh nghiệm, chúng ta cùng nhau nhìn vào cái bài học của nhau thì chúng ta có thể cùng nhau phát triển đi lên. Và trên cái con đường đi thì chúng ta sẽ có những cái bài học giống nhau, hoặc là đôi khi là chúng ta sẽ nhìn được vào cái bài học của người khác để chúng ta giống như là chúng ta sẽ học được từ những cái bài học của người khác để chúng ta biết cách chúng ta tránh những cái tảng đá trên con đường đi của mình. Đó. Rồi em xin phép được nói tiếp là chúng ta cũng sẽ giống như những cái nghệ sĩ, những cái nhà nghệ sĩ điêu khắc như vậy, và chúng ta sẽ dần 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 loại bỏ những cái phần thừa ở của con người chúng ta, đó chính là những cái sự phán xét và những cái nỗi sợ hãi bên trong, hay còn gọi là những cái khía cạnh bóng tối bên trong của mình. Tất cả những cái sự phán xét hay là những cái nỗi sợ hãi hay tất cả những cái tâm lý nạn nhân thì nó chính là cái sự thừa thãi và nó không phải là bản chất của chúng ta. Và chúng ta sẽ cùng nhau đi trên cái con đường nữ thần này để cùng nhau tiếp cận cái con người thật của chính mình. Và trước khi mà chúng ta đi tới một cái kết quả mà chúng ta đã nhìn thấy trước rồi, đó là cái sự rạng rỡ, cái sự tự tin và cái sự tỏa sáng, và cái giống như là chúng ta tự tin để làm chủ tất cả mọi cái tình huống, chúng ta tự tin đối diện với cuộc sống này và chúng ta tự tin đối mặt với tất cả những cái tình huống ở trong cuộc sống này. Đó là khi mà chúng ta làm chủ được bản thân, làm chủ được cái cảm xúc của mình, thì đó chính là cái đích đến của con đường nữ thần này. Và chúng ta đã biết được cái đích đến rồi, nhưng mà trước khi đi tới được cái đích đến như vậy thì chúng ta cần phải hiểu rõ rằng là chúng ta cần phải sẵn sàng đi sâu hơn vào bên trong mình. Chúng ta cần phải đào bới sâu hơn nữa, đào bới sâu hơn nữa, giống như là một cái củ hành tây. Chúng ta lột dần từng lớp vỏ một, từng lớp vỏ xù xì bên ngoài một, để chúng ta có thể nhìn chạm tới được cái phần tinh khiết nhất ở bên trong. Đó chính là bản thân, bản chất thật sự của con người chúng ta. Và chúng ta cần phải chăm chỉ và kiên nhẫn để loại bỏ đi tất cả những cái gì mà không phải là chúng ta, và là những thứ mà chúng ta mà đang cố gắng để trở thành hoặc là đang cố gắng để thể hiện ra bên ngoài. Những thứ này nó là gì? Những thứ này đó là những cái mong cầu, những cái khát vọng hay là những cái nỗi sợ hãi. Nó không phải đến từ chúng ta, nó không phải thể hiện con người của chúng ta. Ví dụ như là chúng ta cố gắng trở thành một người, chúng ta có một cái hình mẫu và chúng ta cố gắng trở thành cái hình mẫu đó, thì đó cũng không phải là bản chất thật sự của chúng ta. Hay là chúng ta sống vì cái sự kỳ vọng của người khác, nói ví dụ cụ thể hơn rằng là giống như là một đứa bé, nó gánh ở trên vai cái kỳ vọng của cha mẹ trở thành một người như thế nào. Ví dụ như là cha mẹ của chúng ta thì chúng ta sẽ thường sống trong gia đình, và chúng ta thường thường hay nghe những cái lời này. Cha mẹ của chúng ta sẽ thường nói với chúng ta rằng là lớn lên con nhất định con phải trở thành bác sĩ, hay là trở thành giáo viên, hay là có một cái nghề nghiệp ổn định chẳng hạn, một cái công việc ổn định, như là con gái thì phải làm văn phòng, hay là con trai thì phải phải làm bộ đội hay công an gì đấy để được ổn định. Thì đó là những cái câu mà chúng ta rất thường hay nghe, và đặc biệt là cái thế hệ của thế hệ 8X, thế hệ 8X của bọn em hoặc là thế hệ 8X của chúng ta thì thường thường hay hay nghe những cái lời như vậy từ cha mẹ của mình. Và chúng ta cố gắng biến mình trở thành những cái người theo cái kỳ vọng của cha mẹ, thì đó cũng chính là cái việc mà chúng ta đang không phải là con người của bản thân mình. Nó không phải là con người mà chúng ta trở thành.
Đó không phải là con người của chúng ta, mà là chúng ta đang cố gắng trở thành một người, một cái hình mẫu theo cái sự kỳ vọng của người khác. Hay chúng ta cũng đang sống theo một cái hình mẫu của chúng ta, mong muốn cái sự thừa nhận của người khác, mong muốn được người khác công nhận, thì đó cũng không phải là bản thân chúng ta. Mà chúng ta đơn giản là chúng ta, khi mà chúng ta đang đi theo những cái con đường như vậy, thì chúng ta đang không, đơn giản là đang không phải là bản thân mình, mà chỉ là những cái hướng mà người khác mong muốn chúng ta trở thành, hoặc là chúng ta nghĩ rằng là chúng ta nên trở thành. Và đi trên cái con đường nữ thần, sống cùng với nữ thần, có nghĩa rằng là chúng ta sẽ loại bỏ tất cả những cái điều đó ra khỏi cuộc sống của chúng ta, ra khỏi cái con đường của chúng ta, để chúng ta có thể tự tin vững bước đi trên cái con đường của chính bản thân mình, thể hiện chính bản thân mình ra với thế giới bên ngoài. Và điều này thì nó có vẻ giống như là một cái yêu cầu rất là khó. Và đương nhiên là nó sẽ rất là khó, bởi vì là chúng ta đã có rất nhiều cái khuôn mẫu đã theo chúng ta từ cái giai đoạn này sang giai đoạn khác, và theo chúng ta từ lúc chúng ta chào đời cho đến tận bây giờ, cho tới tận thời điểm hiện tại chúng ta trưởng thành. Thì trong suốt cái quá trình trưởng thành, lớn lên, sinh ra lớn lên và trưởng thành như vậy, thì chúng ta mang rất nhiều khuôn mẫu, chúng ta thấm nhuần rất là nhiều cái tư tưởng, thấm nhuần rất là nhiều cái sự giáo dục, những cái sự dạy dỗ, và do đó là chúng ta đã quên quên đi mất cái bản chất thật sự của mình. Và để thay đổi được cái tập quán này, và để thay đổi được cái thói quen này, và để thay đổi được những cái khuôn mẫu này, thì nó là một cái yêu cầu vô cùng khó. Và nếu như mà chúng ta không kiên nhẫn, không có kỷ luật, thì chúng ta sẽ rất dễ dàng bỏ cuộc. Thì cái chìa khóa cho cái bước đầu tiên để mà thực hiện được tất cả những cái điều đó chính là cái việc mà chúng ta cần phải thư giãn ạ. Và bởi vì đây là một cái công việc vô cùng khó khăn, và nó thật sự là vô cùng khó khăn, và đối với một số người là nó sẽ mang lại tất cả những cái tổn thương, và nó sẽ làm trồi lên tất cả cái tổn thương, cái nỗi đau đã cũ. Và chúng ta cần phải có một cái kỷ luật, và cần một cái sự kiên nhẫn để chúng ta làm bạn với tất cả những cái tổn thương như vậy, quay trở lại. Chúng ta làm bạn với những cái tổn thương như vậy, quay trở lại, để chúng ta kiên nhẫn với chính bản thân mình, và từng bước đưa bản thân mình vượt qua, đi qua những cái tổn thương như vậy. Và hãy dành một cái chút thời gian lắng lại để suy nghĩ rằng là chúng ta thực hiện cái công việc thay đổi, xóa bỏ những cái khuôn mẫu như vậy để làm gì? Cái công việc đó là để kìm hãm, trừng phạt hay phán xét bản thân chúng ta, hay cái công việc đó là để chúng ta đạt được cái tự do ở bên trong, thoải mái thể hiện bản chất thật sự của chúng ta ra thế giới bên ngoài? Và mỗi một khi chúng ta nản lòng, mỗi một khi chúng ta chùn bước, thì chúng ta hãy lắng lại và chúng ta hãy suy nghĩ tới hai cái câu hỏi như vậy để chúng ta tìm ra được cái câu trả lời. Và khi mà chúng ta có được câu trả lời cho chính bản thân mình rồi, thì chúng ta sẽ có được cái phương pháp để chúng ta đi tiếp. Và khi mà chúng ta tìm ra được cái câu trả lời như cho hai cái câu hỏi như vậy, thì chúng ta cảm thấy như thế nào? Chúng ta cảm thấy là thư giãn, chúng ta cảm thấy thả lỏng, hay chúng ta cảm thấy căng thẳng? Nếu mà chúng ta cảm thấy thư giãn, chúng ta thả lỏng, thì đó chính là cái hướng mà chúng ta nên đi ạ. Và cái cách của nữ thần là hỗ trợ bản thân chúng ta bằng tình yêu và sự kiên nhẫn
thông qua cái công việc gạn bỏ, thay đổi, làm chuyển hóa những cái khuôn mẫu của bên trong chúng ta bằng cái sự kiên nhẫn, bằng cái sự dịu dàng và bằng tình yêu của chúng ta đối với chính bản thân mình. Chứ đó không phải là để trừng phạt ạ, và cũng không phải là để đưa ra một cái lời khuyên nhủ rằng là chúng ta cần phải cố gắng để mà đạt được cái kết quả như mong muốn. Bởi vì là khi mà chúng ta còn cố gắng thì có nghĩa là chúng ta lại chưa thật sự là mong muốn để chuyển hóa bên trong chính bản thân mình. Và làm thế nào để chúng ta có thể đạt được cái thư giãn như vậy, và làm thế nào để chúng ta có thể mang lại được cái sự quyết tâm như vậy? Thì em không biết rằng là ở đây có anh chị nào mà đã từng lên cái quyết tâm như vậy chưa ạ? Các anh chị có thể lên tiếng chia sẻ ạ, trước khi chúng ta đi sang bước tiếp theo. Bởi vì em bản với bản thân em thì qua cái quá trình đi của mình, em đã rất nhiều lần là em đã phải cố gắng, em tự nhủ bản thân mình là mình phải cố gắng, mình phải cố gắng và cố gắng, nhưng mà đôi khi nó lại phản tác dụng, bởi vì là mình càng cố thì mình càng mệt mỏi. Thì không biết là ở đây có ai đã rơi vào cái tình trạng đó giống như em chưa? Có vẻ như là mọi người chắc là cũng cũng đã từng rơi vào những cái tình trạng như vậy rồi, đúng không ạ? Rồi, cái chìa khóa ở đây chính là cái thư giãn, và chúng ta sẽ lập trình lại cái tiềm thức và cái quyết tâm của mình. Thì em có một cái bài thiền nho nhỏ, một cái và gọi là bài thiền thì không đúng, mà đây chỉ là một một vài phút để mà chúng ta ngồi tĩnh lại và tập trung lại cái sự chú ý của mình, mang lại cái sự chú ý và cái quyết tâm, giống như là kiểu là lập trình lại cái tiềm thức của mình để chúng ta có thể đạt được được những cái kết quả như mong muốn. Thì các anh chị có thể tìm giúp ngồi giúp em một cái tìm giúp em một cái chỗ ngồi thoải mái, và chúng ta sẽ có khoảng tầm 5 phút, 5 phút tĩnh lặng, 5 phút ngồi lập trình lại cái tiềm thức của mình để mang lại cái quyết tâm của mình trước khi đi vào cái phần đầu tiên của cái phần 2 này. Rồi mọi người à, ngồi giúp em ngồi thoải mái nhé. Và nhẹ nhàng thả lỏng cuộc sống. Và đưa toàn thân vào trạng thái thả lỏng nhất. Nhẹ nhàng khép lại đôi mắt của chúng ta. Và thả lỏng cơ mặt, hàm răng. Thả lỏng bờ vai. Thả lỏng ngực, bụng, hông, đùi, và đưa toàn thân vào trạng thái thả lỏng nhất. Và chúng ta đang chìm trong trạng thái tĩnh lặng, lắng nghe toàn bộ hơi thở của mình vào và thở ra một vòng tuần hoàn như vậy. Đơn giản là chúng ta đang thở, không cố gắng kiểm soát hay không cố gắng thay đổi hơi thở của mình.
Và ngay bây giờ, chúng ta hãy tưởng tượng bạn là một nhà điêu khắc. Và cuộc sống của bạn giống như một khối đá thô, nặng nề, xù xì. Và bạn cầm lấy chiếc búa và chiếc đục của mình trong hai bàn tay, sẵn sàng với công việc đào sâu và tạc tượng. Và bây giờ chúng ta bắt đầu nâng chiếc búa của mình lên để bắt đầu công việc chạm khắc. Và hãy chú ý bất kỳ phần nào trong cơ thể của mình đang cảm thấy sợ hãi. Những câu nói lo lắng bắt đầu vang lên. Nếu tôi không làm được thì sao? Nếu tôi mắc lỗi thì sao? Nơi nào trong bạn đang vang lên những câu hỏi như vậy? Hãy tập trung chú ý quan sát. Bạn có thấy lo lắng không? Bạn có thấy sợ hãi không? Nếu như chúng ta thất bại, và bây giờ sau khi nghe thấy những lời nói hoài nghi vang lên như vậy, chúng ta hãy mỉm cười với phần này của bản thân và nói rằng người yêu dấu của tôi ơi, tôi biết bạn đang sợ hãi, nhưng cùng với nhau chúng ta có thể làm được điều này. Chúng ta có thể loại bỏ được tất cả những phần thô trược, thô kệch, xù xì để bản thân của chúng ta được tỏa sáng. Và hãy hình dung bạn đang ôm thật chặt phần sợ hãi này của bản thân vào lòng. Và tưởng tượng rằng bạn có thể nghe thấy những người ủng hộ bạn, những người thân của bạn, bạn bè của bạn đang cổ vũ, đang động viên mình. Họ đang nói rằng bạn có thể làm được điều này. Bạn sẽ làm được điều này. Và hãy để cảm giác của sự hỗ trợ, sự tự tin, sự kiên nhẫn và sự cam kết rằng bạn làm được điều này đang lan tỏa, đang chảy trôi trong cơ thể của bạn. Đừng cố gắng xóa bỏ hay đẩy đi bất kỳ những nỗi sợ hãi nào mà bạn đang cảm thấy bất an. Mà hãy nâng niu, hãy ôm ấp những phần sợ hãi đó vào lòng.
nâng cao lòng tự trọng của mình lên bằng cách đối mặt với những nỗi sợ hãi đã cũ này và cam kết tiến lên phía trước. Hãy cảm nhận sự kiên nhẫn sâu sắc của mình và sự sẵn sàng của mình ở lại với nỗi sợ hãi đó trong một khoảng thời gian cần thiết đủ để giải phóng con người đích thực bên trong bạn. Chỉ khi chúng ta ôm ấp những nỗi sợ hãi đó vào lòng, những phần yếu đuối đó vào lòng, và chúng ta để cho nó chín muồi trong một khoảng thời gian cần thiết, thì con người đích thực của chúng ta mới được tỏa sáng. Và cuối cùng, chúng ta hãy thắp lên ngọn lửa. Hãy hình dung rằng là có một ngọn lửa đang được thắp sáng dần lên ở ngay luân xa ba của chúng ta, dưới rốn khoảng 5 cm. Đây là vùng luân xa, đám rối mặt trời, nơi thể hiện ý chí của bản thân mình, ý chí của cá nhân, ý chí để cam kết rằng là chúng ta sẽ bước lên phía trước. Đây là cuộc sống của bạn. Tại sao chúng ta không tự giải phóng mình và biến cuộc đời của mình thành một bữa tiệc nhộn nhịp, vui vẻ? Tại sao chúng ta không chào đón nó? Tại sao chúng ta không tô thêm sắc màu để cuộc sống của chúng ta ngày càng rực rỡ hơn? Ngay bây giờ, chúng ta hãy đặt một lời cam kết với chính bản thân mình rằng tôi sẵn sàng để tiến lên phía trước. Tôi sẵn sàng đối mặt với những nỗi sợ hãi, những tổn thương của tôi. Tôi không tránh né. Tôi không bỏ chạy trước những tổn thương đó, trước những nỗi sợ đó. Tôi sẵn sàng tiến lên phía trước. Và ngay lúc này, hãy chú ý quan sát năng lượng trong cơ thể của bạn đang như thế nào, bạn đang cảm thấy như thế nào. Bạn có cảm thấy mình được tiếp thêm động lực hay không? Có cảm thấy có một ngọn lửa ý chí đang rực cháy ở nơi luân xa ba của chúng ta hay không?
và hãy tiếp thêm ngọn lửa cho vùng Luân Xa Ba của mình hàng ngày. Để ngọn lửa ý chí của chúng ta luôn rực cháy ở bên trong. Và rồi chúng ta hãy dần dần đưa ý thức quay trở lại không gian này. Và hãy từ từ mở đôi mắt của mình ra. Và hãy để sức nóng của ngọn lửa ý chí lan tỏa dần toàn bộ cơ thể của chúng ta. Các chị có thấy nóng sau bài thiền vừa rồi không ạ? Sau một vài phút mà chúng ta lập trình lại cái tiềm thức của mình để thể hiện cái quyết tâm của mình không ạ? Nóng em ạ, chị phải thò tay chị bật quạt. Đấy, ý chí của mình cần phải được mạnh mẽ như vậy thì chúng ta mới có thể đủ cái quyết tâm để mà chúng ta đi qua được những cái khó khăn ở phía trước. Và chúng ta đã vừa mới cam kết với bản thân mình rằng là chúng ta tiến lên phía trước, chúng ta buông bỏ, xóa bỏ tất cả những khuôn mẫu và những cái nỗi sợ hãi đã cũ để mà chúng ta có thể đi lên phía trước, tiến lên phía trước. Em cảm ơn chị Giang. Vâng, đúng rồi ạ, chúng ta cứ tin vào bản thân mình, bởi vì là gõ cửa thì cửa sẽ mở và cứ đi thì sẽ tới. Là cứ tin vào bản thân mình và tin vào cái con đường mình đang đi thì đó chính là cái mà chúng ta cần làm và chúng ta nên làm ngay lúc này. Và chúng ta đã cam kết với bản thân mình và bây giờ chúng ta bước vào cái sự tôn trọng chân thực. Và thế nào được gọi là sự tôn trọng chân thực? Và có một câu rằng là hãy coi rắc rối như một phần tất yếu của cuộc sống. Và khi nó xảy đến, hãy ngẩng cao đầu lên và nhìn thẳng vào nó và nói rằng tôi sẽ lớn hơn rất nhiều và bạn không thể đánh bại được tôi. Đó chính là một cái câu mà khẳng định cái sự quyết tâm của mình mỗi một khi mà chúng ta có một vấn đề gì đó trong cuộc sống mà xảy đến với chúng ta nó không được như ý muốn. Thì chúng ta khi mà đối diện với những cái tình huống rắc rối, những cái tình huống khó khăn bất ngờ xảy đến như vậy thì chúng ta hãy cứ ngẩng cao đầu lên và nhìn thẳng, đi thẳng vào cái vấn đề trực diện của vấn đề. Bởi vì chỉ có một cái cách là chúng ta đi xuyên qua nó thì chúng ta mới có thể nhanh nhất để vượt qua nó được. Là một phụ nữ thì nhiều người trong chúng ta sẽ chia sẻ, chúng ta sẽ luôn luôn nói về cái lịch sử cá nhân của bản thân mình, nhưng mà đôi khi nó không xác thực, không chính xác với đúng bản chất con người của chúng ta và là không chính xác với những gì mà chúng ta thật sự mong muốn ạ. Và đã có rất nhiều người nói rằng là tôi đã cố gắng rất là nhiều để trở thành
người mà tôi nghĩ rằng là tôi nên trở thành. Bởi vì là cái cố gắng đấy, bởi vì là cái suy nghĩ rằng là tôi nên trở thành cái người mà tôi nên trở thành, nó lặp đi lặp lại ở trong chúng ta đến nỗi mà nó trở thành một cái hiện thực hiển nhiên mà chúng ta cũng thậm chí chúng ta cũng không biết rằng là mình là ai nữa. Thì đây là một cái tình trạng rất là phổ biến. Và cái sự chân thực ở đây ạ, không phải là một thứ mà chúng ta, nó không phải là giống như là một cái tình huống mà chúng ta khoác lên mình một cái bộ váy mới và sau đó thì khiến chúng ta trở nên lộng lẫy hơn và xinh đẹp hơn, thì điều này nó không phải như vậy. Chân thực tức là việc mà chúng ta nhìn chính mình ở trong gương ạ. Khi mà chúng ta đứng trước gương, chúng ta nhìn thấy bản thân của chúng ta như thế nào, thì đó chính là cái sự chân thực nhất, cái sự phản ánh chân thực nhất. Và chúng ta nhìn thấy cái vẻ đẹp thật sự của bản thân mình trong gương, nhìn thấy vẻ đau buồn của chúng ta, lòng can đảm, sự quyết tâm của chúng ta, hay thậm chí là cả những cái điều mà ngốc nghếch, hay cả tất cả những cái nỗi sợ hãi của chúng ta. Chúng ta nhìn tất cả những cái điều đấy bằng cái sự tôn trọng tối đa về cái con người đang đứng trước gương của chúng ta đây. Tức là chúng ta tôn trọng một cách tối đa về chính bản thân chúng ta. Chính tính chân thực cũng có thể được mô tả là sự sẵn sàng khám phá bản thân mình là ai trong cốt lõi bản thân của mình ạ. Và chúng ta đón nhận tất cả những cái điều mà chúng ta tìm thấy và mang hoàn toàn cả tâm hồn của mình, bản chất của mình, thậm chí là cả sự ngốc nghếch hay sự kỳ lạ của chính mình vào thế giới này mà không có bất kỳ một cái sự xấu hổ hay một cái cảm giác tội lỗi nào cả, hay là một cái cảm giác mà chúng ta cần phải che giấu đi con người thật mình. Cái việc mà trở thành một người đích thực và có cái sự tỉnh táo, có cái sự nhận thức quan sát như vậy là một cái việc không hề dễ dàng. Và đây có thể được gọi là một hành trình của một nhân vật chính trong chính câu chuyện của chúng ta. Mỗi một con người chúng ta là nhân vật chính trong chính câu chuyện của mình và chính chúng ta là người viết nên câu chuyện của bản thân chúng ta. Tất cả những cái tình huống ở bên ngoài, những mối quan hệ ở bên ngoài nó chỉ là những cái phần tô điểm thêm cho câu chuyện của chúng ta mà thôi. Về bản chất, về cốt lõi thì chính chúng ta mới là người viết nên câu chuyện của chính cuộc đời mình. Và đương nhiên là sẽ có rất nhiều những, bởi vì là bên trong của chúng ta sẽ có hai mặt đối lập thiện và ác, và sẽ có rất nhiều cái con quỷ hoặc là cái phần ác ở bên trong của chúng ta sẽ tới để ngăn cản chúng ta, để mang ra nhiều cái nỗi sợ hãi hơn, để ngăn cản chúng ta vượt qua những điều đó để chúng ta tìm lại bản chất thật sự của mình. Và đương nhiên là cái điều này là nó có chứ không phải là có, bởi vì là hàng ngày chúng ta vẫn đang thường xuyên sống với cả điều thiện và điều ác ở bên trong bản thân mình. Và để bản thân đích thực của chúng ta tỏa sáng ra thế giới, có nghĩa là chúng ta sẵn sàng đối mặt với tất cả những cái sự sợ hãi, như là sự sợ hãi bị bỏ rơi, hay là sự sợ hãi không được mọi người yêu thích, không được mọi người thừa nhận, hay là sự sợ hãi rằng là chúng ta đang làm một cái điều gì đó sai trái. Thì khi mà chúng ta sẵn sàng đối mặt với tất cả những cái điều đó, thì đó là lúc mà chúng ta để bản thân thật sự của chúng ta ra bên ngoài thế giới ạ, thể hiện ra bên ngoài thế giới.
Và chúng ta đã rất nhiều lần ở trong quá khứ là không 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 bảo vệ bản thân của mình và không tôn trọng cái nhu cầu của mình và không nói ra cái sự thật bên trong. Và điều này là một cái điều rất là phổ biến, bởi vì là chúng ta thường có cái nỗi sợ hãi rằng là khi mà chúng ta nói ra cái sự thật ở bên trong, nói ra cái tiếng nói thật sự bên trong của chúng ta thì chúng ta sẽ bị từ chối, hay là chúng ta sẽ bị cô lập, hay là thậm chí là chúng ta sẽ bị chế nhạo, bị chê cười. Và do đó là chúng ta từ chối nói lên cái sự thật bên trong chính bản thân mình. Và hầu hết, phần lớn những cái điều này là kết quả của quá trình mà chúng ta được nuôi dạy, được giáo dục, và kết quả của những cái quá trình của nền văn hóa đất nước mà chúng ta, địa lý mà chúng ta đang sống. Vì rằng là phụ nữ thì thường là phải đoan trang hiền thục, phải nhỏ nhẹ, phải nhẫn nhịn, phải nhượng bộ, và đặc biệt là phải hy sinh những tất cả những cái nhu cầu, những cái mong muốn của mình, hy sinh vì người khác và để ưu tiên những cái mong mong muốn của người khác lên trước cái mong muốn của bản thân mình. Và khi mà chúng ta nhìn thấy những cái khuôn mẫu cũ này đã ăn sâu nhiều đến nỗi nhiều phụ nữ, hầu hết là mọi người rất là cố chấp để từ chối cái bản thân của mình, để người khác đưa ra lựa chọn thay cho mình, hoặc là chúng ta cố gắng hòa nhập bằng mọi giá, tức là chúng ta cố gắng thay đổi bản thân của mình để hòa nhập với cái cuộc sống, với cái môi trường xung quanh. Và khi mà chúng ta nhìn thấy những cái khuôn mẫu này thì chúng ta có thể hiểu được tại sao rằng là rất nhiều người trong chúng ta lại rơi vào những cái tình huống mà chúng ta không tôn trọng chính bản thân chúng ta. Ví dụ như là chúng ta thường hạ thấp bản thân mình để chúng ta làm hài lòng người khác, thì đó cũng chính là một cái ví dụ để cho chúng ta thấy rằng là chúng ta không tôn trọng chính bản thân mình. Ở đây cái từ tôn trọng theo định nghĩa của nữ thần nó sẽ rộng hơn và sâu hơn cái cách mà từ này được sử dụng phổ biến trong xã hội ngày nay ạ. Tức là cái từ tôn trọng này hầu hết là chúng ta đang sử dụng theo cái cách là chúng ta tôn trọng người khác, chúng ta tôn trọng những cái nhu cầu của người khác, nhưng mà chúng ta lại quên đi mất rằng là chúng ta phải tôn trọng chính bản thân mình trước. Thì từ cái quan điểm của nữ thần thì chúng ta hãy nhìn nhận rõ hơn và sâu hơn, rõ ràng hơn về cái từ tôn trọng này. Từ tôn trọng này chính là cái việc mà chúng ta tôn trọng chính bản thân mình trước, và sau đó chúng ta mới tôn trọng tới người khác. Và nỗi sợ hãi chính là cái trở ngại chính. Và khi mà chúng ta đánh mất cái sự tôn trọng của mình vào bất cứ lúc nào mà nỗi sợ hãi nó chi phối nhận thức hoặc là điều khiển hành động của chúng ta. Và điều này nó không có nghĩa là khi chúng ta được tôn trọng thì chúng ta sẽ không sợ hãi nữa. Nhưng mà có một sự khác biệt rất lớn giữa cảm giác sợ hãi và để nỗi sợ hãi điều khiển hành động của chúng ta. Tức là cái cảm giác sợ hãi nó là một cái cảm giác chủ động. Nhưng mà khi mà chúng ta để cái nỗi sợ hãi của mình nó điều khiển cái hành động của mình, tức là để nó điều khiển mọi cái hành động của mình, thì chúng ta đã bị động rồi ạ. Tức là ví dụ như là em nói rõ hơn, cụ thể hơn về cái việc là chúng ta để cái nỗi sợ hãi điều khiển mà chúng ta đánh mất cái sự tự trọng, cái lòng tôn trọng với chính bản thân mình, là ví dụ như là trong một cái mối quan hệ chẳng hạn, chúng ta sợ hãi bị bỏ rơi, chúng ta sợ hãi bị bỏ rơi, do đó là chúng ta làm mọi cách để chúng ta níu kéo cái mối quan hệ đó. Thì đó chính là một cái việc là thể hiện cho cái việc là chúng ta sợ hãi bị bỏ rơi, cho nên là chúng ta biến mình thành người khác để chúng ta níu kéo cái mối quan hệ đó, và chúng ta giữ cái mối quan hệ đó ở bên mình. Thì đó chính là cái việc mà chúng ta đã để cái nỗi sợ hãi điều khiển tất cả những cái hành động của chúng ta,
dẫn đến cái việc chúng ta không tôn trọng chính bản thân mình, bởi vì chúng ta đã biến mình thành người khác để mà níu kéo hay là để ở bên cái mối quan hệ đó. Và khi mà chúng ta trau dồi cái sự, chúng ta thực hành, chúng ta nuôi dưỡng cái sự tôn trọng của theo quan điểm của nữ thần, thì chúng ta không còn coi cái nỗi sợ hãi của mình là một chướng ngại vật nữa. Và khi mà chúng ta quen với cái việc mà vượt qua những cái nỗi sợ hãi như vậy rồi, thì chúng ta sẽ tự tin, chúng ta dễ dàng để vượt qua tất cả những cái điều khác nữa xảy đến với chúng ta. Và thậm chí là chúng ta có khi còn chủ động mong muốn tìm thấy những cái nơi, những cái vị trí sâu hơn ở chính bản thân chúng ta, để chúng ta có thể lôi nó ra ánh sáng và chúng ta vượt thoát khỏi cái nỗi sợ hãi đó. Và con đường của nữ thần thì nói về việc là chúng ta trở nên hoàn toàn toàn bộ hiện diện, gắn bó với cả những món quà mà chúng ta được nhận và những cuộc đấu tranh của cuộc sống. Và chúng ta nhận ra rằng ở đây là cả hai cái điều đó, món quà của cuộc sống cũng như là những cái cuộc đấu tranh của cuộc sống, là đều hiện diện để phát triển bản thân chúng ta, để rèn luyện, để tôi luyện chúng ta ngày một mạnh mẽ hơn, ngày một tự tin hơn và ngày một chủ động hơn. Ở đây có bạn cũng nói rằng là cảm thấy rất là giống em, thì bạn có thể chia sẻ thêm về cái phần này được hay không, về cái nỗi sợ hãi của mình. Đây là một cái điều rất là bình thường, bởi vì là ai cũng sẽ có những cái nỗi sợ hãi như vậy, và ai cũng đã ít nhất một lần trong đời là biến mình thành người khác để níu kéo hoặc là để ở bên một cái mối quan hệ nào đó. Và khi mà chúng ta nhận ra được rằng là chúng ta có cả món quà và có cả những cái cuộc đấu tranh đó, thì chúng ta sẽ nuôi dưỡng sự tôn trọng đích thực ở trong bản thân mình. Bởi vì là cái việc mà nuôi dưỡng sự tôn trọng đích thực đó là một cái công cụ có thể giúp chúng ta vượt qua cái nỗi sợ hãi, thay vì bị chúng điều khiển và kiểm soát. Bởi vì sao? Bởi vì cảm xúc ở đây là bao gồm tất cả, em nói cái từ cảm xúc của chúng ta là sẽ là bao gồm tất cả, là gồm cả nỗi sợ hãi, sự vui vẻ hay là tất cả những cái gì mà nó liên quan tới cái bóng tối ở bên trong chúng ta, cũng như là cái phần vui vẻ, cái phần cảm, thì tất cả những cái đấy nó thuộc về cảm xúc của chúng ta. Và khi mà chúng ta làm chủ được cảm xúc của mình, thì chúng ta sẽ học được cái cách định định tâm trước mọi tình huống. Và để cao hơn nữa rằng là chúng ta sẽ định tập định được bản thân mình, và chúng ta sẽ neo được, trụ vững được vào bản thân mình. Và khi mà chúng ta trụ vững được vào bản thân mình rồi, thì chúng ta sẽ tự tin đối mặt với tất cả phong ba bão táp của cuộc đời. Cho dù bất kỳ cái điều gì xảy ra, thì chúng ta vẫn có đủ sức mạnh để chúng ta có thể vượt qua được tất cả những cái điều đó. Và ở đây chúng ta có ba cái khía cạnh mà chúng ta có thể trau dồi, nuôi dưỡng cái sự tôn trọng đích thực của mình. Đó là khi mà đối mặt với tình huống trong cuộc sống, khi đối mặt với người khác và khi đối mặt với chính mình. Có bạn Vũ chia sẻ rằng là hồi đi học, em không có bạn bè, người bạn duy nhất lại luôn phán xét em nên em luôn cố gắng để bạn ý hài lòng.
Đó, thật ra là trong trong cuộc đời của chúng ta ai cũng sẽ có ít nhất một lần là như vậy. Chỉ có điều là chúng ta có nhận ra được cái điều đó và chúng ta có thay đổi được cái điều đó hay không. Thì đó mới chính là bản chất của vấn đề, bởi vì khi mà chúng ta nhận ra được cái điều đó rồi, khi mà chúng ta thay đổi được cái điều đó rồi thì tự nhiên rằng là cái cuộc sống của chúng ta nó sẽ nhẹ nhàng và nó sẽ thoải mái hơn rất là nhiều. Và chúng ta không còn phải phụ thuộc vào bất kỳ ai nữa. Và chúng ta làm chủ được cái cảm xúc của mình. Và cái khía cạnh thứ nhất là chúng ta hãy tôn trọng thay vì sợ hãi khi đối mặt với cuộc sống. Có nghĩa là gì? Chúng ta hay có xu hướng con chim sợ cành cong khi gặp một cái sự cố nào đó. Và chúng ta sẽ sợ hãi. Và vì cái nỗi sợ hãi đấy thì chúng ta sẽ tự mình làm mất đi cái khả năng khám phá cái cuộc sống đầy sắc màu của mình. Để nói rõ hơn về phần này thì chúng ta hãy thử tưởng tượng rằng là chúng ta đang đi dạo trong một cái khu rừng và rồi chúng ta vô tình chạm phải một cái loài cây có độc và nó dễ gây dị ứng. Những vết sưng tấy, những phản ứng ngộ độc bắt đầu xuất hiện ở trên cơ thể của chúng ta. Và rồi chúng ta đau đớn và chúng ta sợ hãi. Và sự sợ hãi, cái nỗi đau đớn và cái sự sợ hãi, cái tâm lý sợ hãi đó nó lại được nhân lên khi mà chúng ta gặp được những cái người chung cảnh ngộ với, tức là những cái người cũng bị dị ứng từ cái cây độc như vậy. Và khi mà chúng ta trao đổi chia sẻ cái kinh nghiệm với người ta, với những người có cùng cảnh ngộ, thì chúng ta khi mà chúng ta lại không có một cái sự tỉnh táo và bình tĩnh thì chúng ta sẽ bị cuốn theo cái câu chuyện đó và bị cuốn theo cái nỗi sợ hãi đó của đám đông. Và từ đấy cơ chế phòng vệ của tâm trí của cơ thể bắt đầu xuất hiện và tạo ra một cái lớp vỏ bọc bảo vệ chúng ta khỏi mọi sự tấn công ở bên ngoài. Và đồng thời luôn nhắc nhở chúng ta trong một cái trạng thái cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Và khi mà chúng ta luôn luôn sống với cái cảm giác căng thẳng vì cái sự cảnh giác với tất cả mọi thứ xung quanh như vậy, bởi vì rằng là chúng ta nghĩ rằng là tự nhiên là bởi vì là chúng ta đang ở trong cái trạng thái là con chim sợ cành cong mà, nên là chúng ta sẽ bị nhạy cảm, sợ hãi với tất cả mọi thứ xung quanh và nghĩ rằng mọi thứ xung quanh đều là có độc. Và điều này khiến chúng ta trở nên vô cùng mệt mỏi và căng thẳng vì những cái nỗi lo sợ, vì những cái nỗi bất an như vậy. Nhưng mà thay vì sống trong cái chuỗi căng thẳng sợ hãi như vậy thì chúng ta hãy nhìn theo một cái góc nhìn khác, ở một cái quan điểm khác, rằng là loài thực vật yếu ớt đó nó có khả năng khiến cho con người bị thương và khiến người ta e ngại, lo sợ khi nhắc tới tên của chúng trong những cái lời dặn dò cho người đi sau là phải tránh xa chúng ra. Thì ở cái góc nhìn, một cái cách nhìn khác, một góc nhìn khác thì đó thì chúng ta nhận thấy được là một cái loài cây thực vật yếu ớt như vậy lại khiến cho loài người sợ hãi thì đó chính là cái sức mạnh thật sự của chúng. Bởi vì chúng có mặt ở đó, chúng tồn tại ở đó để dạy cho chúng ta bài học về cái sự cẩn thận với mọi thứ xung quanh. Và chúng ta hãy tôn trọng cái điều đó. Khi mà chúng ta học được cái cách tôn trọng, thay đổi góc nhìn từ cái sự sợ hãi sang cái sự tôn trọng kẻ thù như vậy thì chúng ta đã chuyển hóa được cái nỗi sợ hãi bên trong mình. Tức là cái từ kẻ thù ở đây em nói trong ngoặc kép, bởi vì là cái cây độc mà em vừa nói ra nó chỉ là một cái hình tượng để chúng ta, để ví dụ để chúng ta có thể dễ hiểu hơn thôi. Tức là chúng ta hãy học cách tôn trọng cái loài cây đó với cái sức mạnh mà chúng đang sở hữu, rằng là chúng chỉ là một loài thực vật thôi mà chúng có khả năng gây ra cái nỗi lo lắng, gây ra cái sự sợ hãi đối với con người. Chúng ta hãy tôn trọng cái sức mạnh đó. Thì khi mà chúng ta
thay đổi được cái góc nhìn như vậy thì chúng ta đã chuyển hóa được từ cái nỗi sợ hãi sang cái sự tôn trọng. Và do đó là chúng ta sẽ không còn cái sự sợ hãi nữa. Và cái khía cạnh thứ hai là chúng ta hãy học cách tôn trọng khi đối mặt với người khác. Và việc lựa chọn nuôi dưỡng sự tôn trọng thay vì sợ hãi khi đối mặt với người khác thì nó thật sự có thể là một cái công việc khó khăn mà chúng ta phải làm, mà chúng ta làm. Có rất nhiều thông điệp của xã hội dường như là đánh đồng cái sự tôn trọng với sự chiến đấu, hoặc là ít nhất là cái sự sẵn sàng chiến đấu mà không hề nao núng, không hề lo sợ. Tức là chúng ta sẽ luôn luôn đứng lên chiến đấu, đấu tranh thay vì dừng lại quan sát. Nhưng mà cái việc mà luôn luôn chọn cái cách chiến đấu đó thì không phải là một cái cách, không phải là cái định nghĩa tôn trọng trên con đường nữ thần ạ. Bởi vì là người xưa thì vẫn có câu rằng là lúa càng chín thì càng cúi đầu. Thay vì chúng ta mang sức mạnh của mình ra để chiến đấu, để đánh bại người khác, thì chúng ta hãy học một cách khiêm nhường. Thay vì chúng ta cố gắng thể hiện sức mạnh của mình trong một cái cuộc tranh đua nào đó mà đối thủ lại yếu hơn mình, thì chúng ta lựa chọn cái sự khiêm nhường của mình. Cái việc lựa chọn này sẽ khiến cho chúng ta ít nhất là bản thân của mình sẽ không mang cái sự phiền não. Và đôi khi là chính cái sự khiêm nhường của mình nó lại mở ra cho mình cái cánh cửa mới và bước vào một cái thế giới mới. Không biết em nói ở đây thì có anh chị nào không hiểu không ạ? Hay là để em lấy một cái ví dụ nó đơn giản hơn, nó hình tượng, nó tượng hình hơn rất là nhiều. Ví dụ như là có một cái câu chuyện về một 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 võ sư chẳng hạn. Một võ sư rất là nổi tiếng, một võ sư karate rất là nổi tiếng và đạt đến em không nhớ là đai cao nhất ở trong karate, hình như là đai đen thì phải, đai đen hay là đệ nhất hay đệ nhị gì đó, nhưng mà đại loại là một võ sư rất là có tiếng ở trong giới karate. Thì khi mà đi trong một buổi tối và đi trên đường thì gặp hai người hai hai, hai giống như hai kẻ lưu manh chặn đường, và mọi người hãy tưởng tượng xem là cái tình huống ở đây sẽ là như thế nào và cái kết quả sẽ là ra sao. Rõ ràng và cái sự lựa chọn của giáo sư lúc này, của võ sư lúc này là ông đã dừng lại và ông bỏ chạy. Và tại sao chúng ta lại thấy cái kết quả này? Và sau này khi mà trả lời một cái bài phỏng vấn và khi mà nhắc đến cái tình huống như vậy thì ông có nói rằng là lúc đó tôi chọn cái cách bỏ chạy bởi vì không phải lúc nào cũng mang sức mạnh của mình ra để thể hiện, và hai người đó là hai người vô cùng khó khăn và hai người đó là hai người vô cùng khổ sở, có hoàn cảnh vô cùng khổ sở, họ mới lâm vào, họ mới hành động như vậy. Thì qua cái câu chuyện này chúng ta rút ra được bài học gì? Rõ ràng rằng là võ sư đấy có thể mang tất cả những cái kinh nghiệm, những cái sức mạnh của mình ra để đánh bại hai cái thanh niên côn đồ như vậy, nhưng mà ông đã không làm như vậy mà ông đã dừng lại và ông bỏ chạy. Đó chính là cái ý nghĩa của cái việc mà không phải lúc nào mà chúng ta cũng có thể mang sức mạnh của mình ra để đi đấu tranh. Đó chính là cái sự khiêm nhường. Bởi vì rõ ràng rằng là chúng ta có sức mạnh. Nhưng thay vì chúng ta sở hữu cái sức mạnh, dùng sức mạnh của mình để đứng dậy đấu tranh,
thì chúng ta lại khiêm nhường, chọn cái cách khiêm nhường, thì cái kết quả của nó sẽ mang tới cái sự bình an hơn rất là nhiều thay cho cái việc mà chúng ta đứng lên đấu tranh. Thì cái sự tôn trọng của nữ thần ở đây chính là cái việc học cái cách nhìn thấu đáo trong mọi tình huống và hành động đúng nhất với chính bản thân mình ở tại cái tình huống đó. Đây chính là một cái kiểu tôn trọng và sẽ cho phép bạn, cho phép chúng ta nhận thức và làm bạn với nỗi sợ hãi thay vì để chúng kiểm soát mình. Bởi vì cái nỗi sợ hãi, khi mà nỗi sợ hãi kiểm soát chúng ta thì chúng ta sẽ dùng sức mạnh của mình và sẽ đấu tranh mọi lúc mọi nơi, và cái điều đó nó sẽ không mang lại cho chúng ta bất kỳ một cái lợi ích nào, và không mang lại cho chúng ta cái sự bình an, và không mang lại cho chúng ta cái sự hạnh phúc. Và đương nhiên là chúng ta cũng sẽ có những cái tình huống mà chúng ta cần phải đứng lên đấu tranh cho nhu cầu của bản thân mình. Nhưng khi mà chúng ta bắt buộc phải đấu tranh thì hãy làm điều này với cái sự tôn trọng tối đa với đối thủ của mình. Và khi mà chúng ta học được cái cách tôn trọng họ thì chúng ta sẽ có những cái hành động đúng đắn. Việc tôn trọng người khác không có nghĩa là chúng ta đồng ý với họ, mà việc tôn trọng có nghĩa rằng là chúng ta nhìn người khác chính xác như bản thân họ đang là như vậy, và chúng ta tương tác với họ một cách phù hợp. Khi chúng ta tôn trọng họ thì chúng ta sẽ có những cái hành động đúng đắn. Và hãy luôn luôn nhớ rằng là chúng ta luôn có quyền lựa chọn về cái cách mà chúng ta ứng xử, chúng ta tương tác với người khác. Và cũng ngược lại, người khác cũng có quyền lựa chọn, cũng có sự lựa chọn về cái cách mà họ tương tác với chúng ta. Và cái khía cạnh thứ ba rằng là chúng ta hãy tôn trọng khi đối diện với chính bản thân mình. Và đây là công việc khó khăn nhất trong cái việc mà học cách tôn trọng đích, tôn trọng đích thực, tôn trọng chân thực. Bởi vì là chúng ta đã lưu giữ quá nhiều ký ức và quá nhiều câu chuyện đã cũ. Và khi mà chúng ta bắt đầu chúng ta ngồi lại, chúng ta đào sâu lại trong bản thân của chúng ta, thì chúng ta sẽ nhận ra được thấy hai cái vấn đề ở đây. Thứ nhất là cái sự tự ti, và thứ hai là cái sự tự đề cao bản thân mình, hay còn gọi là sự kiêu ngạo. Thì ở đây hai cái khía cạnh này nó là như thế nào? Việc phát hiện và giải phóng cái sự tự ti, em nói về cái sự tự ti trước, tức là chúng ta phát hiện ra và giải phóng cái sự tự ti trong tất cả các biểu hiện của nó, là điều mà chúng ta đã luôn xem xét trong suốt cái con đường nữ thần của mình, từ cái chuỗi đánh thức nữ thần cho đến 4 cái buổi đầu tiên sống cùng nữ thần này, thì em đã luôn luôn nói về cái sự tự ti, về cái sự về cái sự mà gọi là sự trừng phạt, tự trừng phạt bản thân mình và sự phán xét bản thân mình, thì đó chính là sự tự ti. Về mặt tôn trọng, về cái khía cạnh, về cái theo cái thuật ngữ tôn trọng chân thực, thì chúng ta đã tự ti vào thời điểm mà chúng ta nghĩ rằng là chúng ta kém hơn, hoặc là chúng ta không có giá trị, hoặc là chúng ta không quan trọng bằng những người khác. Khi chúng ta tin vào điều này và chúng ta nghĩ rằng là điều này là sự thật, thì chúng ta đang đánh giá thấp ý kiến, quan điểm và niềm tin của chính bản thân mình. Chúng ta xem xét những gì mà người khác muốn mà không quan tâm về việc mà nó có ảnh hưởng, cái nhu cầu của người khác có thể ảnh hưởng đến bản thân chúng ta như thế nào, hoặc là chúng ta cũng không nghiêm túc xem xét rằng là bản thân của chúng ta đang mong muốn cái gì. Và đây là một cái vấn đề phổ biến, hoàn toàn rất là phổ biến với phụ nữ của chúng ta. Và chúng ta biết rằng là trở thành một nữ thần có nghĩa rằng là chúng ta hiểu rằng
chúng ta muốn gì, chúng ta cảm thấy như thế nào và chúng ta biết chúng ta là ai. Điều này có nghĩa rằng là chúng ta có thể nói không, chúng ta có thể nói lên sự thật của mình, sự thật bên trong của mình một cách thoải mái. Và chúng ta có thể đưa ra được tất cả những cái quyết định, những cái hành động dựa trên cái nhu cầu của mình, thay vì đặt cái nhu cầu của người khác lên trên cái nhu cầu của mình. Chúng ta đã luôn luôn để cái sự tự ti và chúng ta đã luôn luôn đánh giá thấp cái giá trị bản thân của mình và do đó chúng ta không tôn trọng bản thân mình. Và ngoài ra thì đối mặt, tức là trái ngược lại với cái sự tự ti thì nó lại chính là cái sự đề cao, tự đề cao bản thân mình. Nhưng mà hai cái mặt đối diện này nó lại đều giống nhau. Về bản chất nó là đều giống nhau, là nó đều thiếu sót về mặt quan điểm. Khi chúng ta tự đề cao bản thân mình, có nghĩa rằng là chúng ta đang đánh giá mình tốt hơn người khác. Chúng ta nghĩ rằng là mình giỏi hơn người khác và chúng ta có cái quyền cho rằng là chúng ta giỏi hơn người khác và do đó chúng ta có cái quyền tự nhiên tự cho mình có quyền so sánh và phán xét người khác. Và cái điểm mấu chốt ở đây chính là cái sự tự đề cao bản thân hay còn gọi là sự kiêu ngạo này nó không tới từ cái việc mà tôn trọng người khác ạ, mà nó lại tới từ cái nỗi sợ hãi của chúng ta. Cái sự tự ti hay là sự kiêu mạn nó đều chung một cái bản chất là nó tới từ cái nỗi sợ hãi của chúng ta. Trong khi cái sự tự ti đến từ nỗi sợ hãi trực tiếp khi mà chúng ta đối diện với cuộc sống của mình. Tức là chúng ta hạ thấp giá trị bản thân của mình, chúng ta cảm thấy rằng là bản thân của mình kém hơn người khác, chúng ta so sánh bản thân mình với người khác và chúng ta thấy rằng là chúng ta kém hơn người khác thì đây chính là cái việc mà chúng ta trực tiếp chúng ta sợ hãi. Còn cái sự kiêu ngạo nó lại tới từ cái nỗi sợ hãi của bản ngã của chúng ta, tức là cái ego nhá. Mỗi một lần chúng ta nghĩ rằng là ai đó kém quan trọng hơn, hay là ai đó dốt hơn mình, hay là ai đó không bằng mình, thì chúng ta đã không nhìn thế giới bằng chính cái sự thật của nó, mà chúng ta đang nhìn qua cái con mắt phán xét của bản ngã thông qua cái sự sợ hãi của bản ngã. Bởi vì sao? Bởi vì sự thật ở đây chính là mọi người đều có giá trị quý giá như nhau và mọi người đều đáng được tôn trọng như nhau. Không ai cao hơn ai và cũng không ai thấp hơn ai. Và khi chúng ta nhìn đúng bản chất thật sự, khi chúng ta tôn trọng mọi ý kiến, mọi quan điểm của mọi người và chúng ta coi trọng mọi ý kiến như nhau, không phân biệt, không phán xét, thì đó là lúc mà chúng ta đang neo mình vào cái sự tôn trọng đích thực và đó là lúc mà chúng ta đang thật sự tôn trọng người khác. Và từ cái quan điểm của nữ thần thì cái việc tôn trọng bản thân của mình bắt đầu với việc hiểu rằng là danh dự và phẩm giá của bản thân không phải tới từ cái việc mà chúng ta cố gắng trở thành ai hoặc là những gì người khác mà nghĩ rằng là chúng ta nên trở thành. Mà cái sự tôn trọng bản thân nó thông qua việc lắng nghe sâu sắc hơn về bản chất và phẩm giá bên trong bản thân mình. Tuân theo sự hướng dẫn thiêng liêng và tuân theo cái trí tuệ của trái tim ở bên trong của mình. Cho dù cái hướng dẫn đó có dẫn đến con đường nào đi chăng nữa, thì chúng ta, khi mà chúng ta tôn trọng bản thân mình, có nghĩa rằng là chúng ta lắng nghe cái trực giác, lắng nghe cái trí tuệ trái tim của mình ở bên trong và để cho cái trí tuệ của trái tim hướng dẫn mình đi trên cái con đường phát triển bản thân. Và để làm được cái điều này
thì có một vài cái câu khẳng định sau đây và chúng ta cần phải tuyên bố với chính bản thân mình rằng là một nữ thần thì tôi tôn trọng sự lựa chọn của mình. Tôi tôn trọng cơ thể mình. Tôi tôn trọng mọi món quà của mình. Và tôi tôn trọng sức mạnh của mình. Cũng như tôi tôn trọng sự yếu đuối của mình. Và cuối cùng, tôi tôn trọng trí tuệ của mình. Và tôi cam kết rằng là tôi tôn trọng những cái điều tương tự đối với người khác. Đó chính là vài cái câu, một vài cái câu khẳng định để chúng ta có thể học được cái cách tôn trọng bản thân của mình và dập tắt đi, xóa bỏ đi được cái sự tự ti cũng như là cái sự kiêu mạn, cái sự kiêu ngạo ở bên trong bản thân chúng ta. Bởi vì bản chất là cả hai đều tới từ cái nỗi sợ hãi ở bên trong. Thay vì chúng ta nhìn cái cách theo cái con mắt phán xét, theo cái con mắt phân cực và theo cái con mắt phân biệt, thì chúng ta hãy học cái cách tôn trọng để chúng ta có thể nhìn mọi thứ đúng như sự vật, sự việc, hiện tượng mà nó đang diễn ra. Và khi mà chúng ta học được cái cách tôn trọng bản thân mình thì chúng ta cũng sẽ học được cái cách tôn trọng người khác. Khi chúng ta kiên nhẫn được với bản thân mình thì chúng ta cũng sẽ kiên nhẫn được với người khác ạ. Thì không biết là em nói đến đây thì có chị nào không hiểu hay không? Hay là có chị nào có điều gì muốn chia sẻ hay không ạ? Hoàn ơi, tuần vừa rồi của chị thế nào? Chị hôm nay cái những cái Nga nói về cái sự tự ti và kiểu tôn trọng bản thân ấy, thì nó đúng là nó chạm với những cái mà chị vừa trải qua thời gian gần đây. Tức là những cái bài học mà chị nhận ra và chị đưa đến những cái đúc kết, thì nó đúng là những cái đúc kết mà hôm nay em chia sẻ. Tức là bởi vì thỉnh thoảng chị vẫn mắc vào cái chứng là phán xét. Nó không nhiều nhưng mà chị vẫn thấy, và ngày xưa chị phán xét chị chả thấy mình có vấn đề gì, nhưng bây giờ chị mà nảy lên phán xét là tự nhiên chị dằn vặt bản thân kinh khủng ấy. Thế là chị bảo là ồ, xong chị dằn vặt bản thân xong thì chị thấy mệt mỏi quá, hơn chị bảo vậy thì chị thấy cũng có lỗi với bản thân mình. Thế là cái hôm thứ năm vừa rồi ấy, thế tự nhiên cái 2 tuần vừa rồi đối với chị ấy, nó càng ngày nó càng nhiều những cái sự kiện, những cái bài học, những cái vấn đề nó ùn ùn nó kéo đến hơn cả những cái tuần trước, nó đến liên tiếp và nó dập tắt chị luôn ấy. Nó mệt xong cái hôm thứ năm vừa rồi, thực ra là cái tuần 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 trước nữa mình học ấy, xong rồi mình nghỉ lễ đúng không, ok, là chị chưa có thực hành cái bài xin lỗi ấy đâu, là do chị cũng bận, với là kiểu chị cũng chưa thấy chị có vấn đề gì. Thế là những cái bài học nó dồn dập đến, mà cái hôm thứ năm vừa rồi nhá, chị ngồi, lúc ấy chị đang ngồi, chị học cái mà nước mắt chị nhá, cứ thấy nó chảy xuống, xong rồi là kiểu mình thấy thương mình quá, xong rồi chị quyết tâm quyết định là đứng lên đi thực hành cái bài xin lỗi đấy. Bài mà đốt nến các thứ đấy. Thế là chị thực hành xong á, thật sự nó sướng lắm luôn, cảm giác toàn bộ các cân cốt tế bào nó thư giãn hoàn toàn. Chị bảo ồ đấy nhá, chính là những cái điều này nó làm ra để nó thúc giục mình, nó khiến mình bắt buộc phải thực hiện một cái nghi thức dành cho chính mình, đấy là xin lỗi bản thân. Bởi vì mình đã quá là thiếu tôn trọng bản thân mình khi mình để cho những cái điều tiêu cực hay những cái gì đấy, những cái sự phán xét đấy nó dằn vặt mình. Thế là chị làm được cái điều đấy vào hôm 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 tối hôm thứ năm, và chị thấy sướng quá Đấy. cùng luôn. Thì hôm nay sau sau đấy thì là có rất nhiều những cái tình huống, những cái bài học nó đến với chị, xong rồi chị đúc kết ra được là những cái ngày gần đây chị đúc kết là đúng rồi, mình khi mình nói, khi mà mình phán xét người khác, hay là khi mà mình có thể là có những cái điểm mình chưa hài lòng ở họ ấy, thì nó liên quan đến bản thân mình thôi, gốc rễ ở trong mình là do mình không không thấy cái điều tốt đấy ở mình, không tôn trọng mình. Thế là chị lại quay vào bản thân, lại làm việc với chính mình đấy. Thì hôm nay mặc dù là có việc bận lắm nhưng vào muộn, nhưng mà vẫn may mắn là được nghe em chia sẻ những cái điều đấy.
Em cảm ơn chị. Đấy, thật ra thì nó chỉ là những cái vấn đề mà đời thường ở xung quanh bản thân chúng ta thôi. Khi mà chúng ta quan sát lại thì chúng ta sẽ nhận ra được cái điều đấy. Nhưng mà hầu hết là mọi người có thể là nhận ra nhưng mà chưa gọi tên được cái điều đấy. Nên là mọi người vẫn hay bị rối. Đúng rồi, thực ra là có khi bình thường không đủ không đủ bình tĩnh để nhận diện ra được cái vấn đề đấy, nó đúng là vấn đề đấy hay là nó lại lệch sang một cái hướng khác. Thì gần đây chị thấy là vì chắc là vấn đề nó đến dồn dập, với cả mình cũng trải qua một quá trình khá dài tự 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 làm việc với chính mình rồi ấy, nên là thì chị thấy cái việc chị gọi tên vấn đề ấy thì là nó nhanh hơn và nó rõ ràng hơn. Khi mà Mà chúng ta nó mà vật gọi vã tên kinh khủng luôn, thật sự. và khi mà chúng ta gọi tên được chính xác được cái vấn đề của mình rồi thì nó trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều, nó hanh thông hơn và Đúng mình sẽ học nhanh hơn. rồi. Cái hôm thứ năm chị buồn cười quá. Chị chẳng biết tại sao chị đang ngồi học bài nhá, tay còn đang ghi chép chép, xong nước mắt nó cứ chảy ra. Cảm thấy sao mình thương mình thế, xong hai tay tự nhiên nó đưa lên nó ôm lấy trái tim mình ấy. Ôi sao thương tôi quá, sao tôi lại như thế này. Thế là chị đứng lên ngay lập tức, chị bỏ học không học nữa, đứng lên chị đi chị làm cái bài thực hành đấy. Rất là kỳ Đấy, diệu. cái con đường này là chúng ta cần phải kiên nhẫn với bản thân mình và chúng ta cần phải nhẹ nhàng với bản thân mình nhất. Đúng rồi, với là hãy cho mình thời gian, cho chính bản thân mình thời gian của mình chứ không phải cho bất kỳ ai. Chị mỗi ngày chị đều chỉ kiên nhẫn với bản thân mình hơn một chút. Đấy cũng là một con đường mà để chúng ta chữa lành ạ. Khi mà chúng ta học được cái cách, biết được cái cách chữa lành cho bản thân mình rồi, tự nhiên rằng là chúng ta sẽ, nó giống như một cái phản xạ ấy, là chúng ta sẽ có được một con đường để chúng ta chỉ cho người khác. Đúng rồi. Rất là hay luôn. Không biết có chị nào có cái chia sẻ gì nữa không ạ? Về những cái điều mà em vừa mới nói xong thì không biết là có ai không hiểu gì không, hay là có ai có những cái trải nghiệm gì về những cái điều đó hay không? Mấy cái câu mà em vừa mới chat lên trên group của mình ạ, thì đó cũng chính là cái bài bài thực hành cho tuần này của chúng ta. Thì chúng ta hãy thực hành cái bài tập là chúng ta tôn trọng chính bản thân mình và sau đó là chúng ta tôn trọng người khác. Thì mỗi một khi mà chúng ta rơi vào những cái tình huống mà tự nhiên chúng ta phán xét thì chúng ta hãy lắng lại và chúng ta hãy đọc lại những cái lời khẳng định như vậy và hãy quan sát xem rằng là cái cảm giác ở trong cơ thể của mình lúc đó nó như thế nào, nó có thư giãn hay không, nó có thoải mái hay không, hay là nó có một cái điều gì đó nó khó chịu, hay là bất kỳ cảm giác nào, và chúng ta hãy ghi lại những cái cảm giác đó ở trong trong cái cơ thể, trong cái nhật ký của mình. Tin nhiên Nguyễn giơ tay này, một mic lên đi em. Em thấy là mình rất là hay bị rơi vào cái trạng thái là mình tự ti á chị. Đôi khi là em thấy mình rất tự tin nha. Nói chung là với mọi người thì mọi người đều đánh giá em là một người rất là tự tin, mà gọi là tự tin thái quá luôn á. Nhưng mà chính bản thân em lại là người đánh giá bản thân của mình chính xác nhất, cảm thấy chính xác nhất rằng em không phải tự tin mà em rất tự ti. Có nghĩa là em nỗ lực dựa trên người khác, có nghĩa là em ví dụ giống như kiểu là em muốn chứng minh bản thân của mình nó có giá trị nên em luôn phải cố gắng làm hài lòng người khác. Nhưng cái điều đó ngược lại nó lại khiến cho chính bản thân em nó bị mất năng lượng, và giống như kiểu là khi mình cố gắng mình làm hài lòng người khác thì khi người khác hài lòng mình cũng cảm thấy mình sướng. Nhưng mà khi mà người có người mà cái cảm xúc thì lúc nào nó cũng thay đổi và mình không thể bắt buộc họ, lúc nào họ cũng tập trung vào mình và mình cũng như vậy, nên khi mà họ thay đổi cái thái độ thì mình lại bị
đau, mình để xuống cái cảm xúc xuống, cái mình bị mất năng lượng, cái mình bị cảm thấy tự ti, tôi đã làm gì sai. Nhưng mà mình chưa bao giờ mình nhìn lại là mình đối xử với bản thân của mình là mình chưa có lắng nghe nó bao giờ hết. Mình cứ chạy theo người khác, mình chạy theo những tiêu chuẩn của người khác, mình quên mất cái tiêu chuẩn bên trong của mình, cái là mình bị mất cái lòng tự trọng mà mình không biết luôn. Mà cuối cùng như khi mình tự hỏi lòng tự trọng là cái gì vậy, cái đó là một cái rất là kinh khủng, khi mình tự hỏi ủa lòng tự trọng là cái gì vậy, giá trị bản thân là cái gì vậy, cái là cái mình bị rơi trong một cái vòng luẩn quẩn, mình không có thoát ra được. Rồi nhiều khi mình bị bế tắc, mình ở giữa một cái muôn trùng thông tin, muôn trùng cái kiến thức, rồi lại đi hỏi người này hỏi người kia, nhưng cuối cùng mình quên mất rằng là mình cái người trả lời cho mình chính xác nhất là bản thân của mình. Và em nhận ra cái điều đó từ bản thân của em là cái giai đoạn tuần vừa qua, nó là cái rõ nhất khi mà em bị rơi vào một cái xoáy thông tin và một cái xoáy cảm xúc, và nhiều thứ nó dập dần người của em. Giống như bài học bây giờ em phải rút ra vậy đó chị. Thì khi em quay trở lại, em hỏi bản thân của mình là khi em bị cái cảm xúc của mình mà bị rối loạn đó chị, em không biết dùng từ gì để diễn tả, nhưng mà em bị điên tiết lên, em bị tức lên khi mà em không đạt được cái điều đó. Em giống như là một cái người là thích kiểm soát, control tất cả mọi thứ, nhưng khi nó không được như vậy là em có thể tưởng tượng là em có thể cháy, con người của em có thể điên lên và cháy lên, và em làm mọi thứ mất kiểm soát. Thì tuần vừa rồi em trải qua chuyện đó, và em đã làm một cái chuyện là em hỏi lại bản thân của em là rồi bây giờ nè, tôi có thể làm cái điều gì cho chính bản thân của mình để bây giờ bạn cảm thấy thoải mái hơn nè, bạn đừng có giận nữa nè, bây giờ bạn muốn cái điều gì nè, thì tôi sẽ nghe theo lời của bạn, bây giờ bạn nói cho tôi biết đi, tôi phải làm cái điều gì để bạn cảm thấy thoải mái, để làm gì để cho bạn cảm thấy bạn được yêu thương, bạn tha thứ cho tôi đi. Thì khi mà em nói một cái điều đó là tại vì em chịu hết nổi, em chịu đựng hết nổi, em không biết phải làm sao. Thì khi em nói cái điều đó thì bên trong con người của em nó mới hít thở lại và nó trả lời cho em là nó kêu em là em nên làm như thế nào. Thì khi em làm theo cái hướng dẫn đó thì tự nhiên cái mình control lại, mình calm down lại, cái con người của mình nó đỡ tức lên, nó đỡ dữ lên, mà con người của mình nó cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn, mình thấy xoa dịu hơn, nỗi đau của mình nó giảm đi. Thì em thấy cái điều đó là em đã trải qua và em thấy là em có kết quả, thì em cũng muốn chia sẻ ở đây. Tại vì em cũng chia sẻ với chị nghe, và các chị trước đây cũng rất là nhiều về 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 cái chặng đường của em, thì vừa rồi em có trải qua cái điều đó, em cũng muốn chia sẻ. Tại vì thật ra là hôm nay là cái chủ đề của chị và các chị nói nó cũng là cái chạm, rất là chạm vào em. Giờ hôm nay em bận, em rất là bận luôn á, em có 2 3 lớp học nhưng mà em vẫn phải chạy vô, em phải chạy vô kiếm chị nghe để em nghe, và em cùng với mọi người cùng chia sẻ. Vì em rất là muốn được được chữa lành cho em, trước tiên cho em đã, em không dám suy nghĩ là em chữa lành cho ai nữa. Vì em muốn là em được chữa lành thì em phải cố gắng và em yêu thương bản thân của mình. Em cảm ơn ạ. Cảm ơn Y Nhi Nguyễn về những cái lời chia sẻ, bài học, những cái chặng đường của em. Thật ra là cái chặng đường của em đi thật sự là rất là khó khăn. Và đối với những một cái người mà đang bước vào, bắt đầu trên cái hành trình của mình thì nó sẽ vô cùng là khó khăn và vô cùng là khắc nghiệt. Nhưng mà hãy cố gắng là kiên nhẫn, hãy nhớ rằng là mình nên luôn luôn, luôn luôn kiên nhẫn với bản thân mình và luôn luôn dũng cảm để đi qua những cái điều đấy. Thì nó cũng sẽ là những cái câu chuyện, bởi vì là cái câu chuyện của em nó đang đang chưa chín, và khi mà chúng ta kiên nhẫn và chúng ta đi qua cái điều đấy thì rồi những cái câu chuyện nó sẽ chín muồi, và rồi những cái nỗi đau, những cái tổn thương đấy nó sẽ đi qua, và khi mà chúng ta nhìn lại thì nó cũng sẽ chỉ là những cái câu chuyện mà thôi, những cái câu chuyện mà chúng ta đã tự tay viết nên và chúng ta đã đi qua những cái câu chuyện đó. Kể cho mọi người một cái điều khá là thú vị khi mà 2 tuần vừa rồi chị kiểu bị dập vào mặt ấy. Bị có lại bài học nó ập đến và kiểu thế đó, tuần vừa rồi chị mệt lắm luôn, tại vì là nó quá nhiều áp lực từ nhiều phía. Xong rồi chị trong đầu chị nghĩ là bây giờ mà vũ trụ mà còn dập con nữa là con nằm lá lăn ra con ăn vạ này.
Lúc chị nghĩ thế luôn ấy, thật luôn, bởi vì là chị mệt lắm luôn ấy, mệt gọi là thân xác rã rời luôn. Thế là chị nghĩ là bây giờ mà dập con nữa là con ăn vạ, lằm lăm răng tay chân đất con ăn vạ này. Thế là nhá, chị thật sự là kỳ diệu vô cùng. Có một cái cuộc điện thoại của một cái bạn shipper, bạn gọi là chị xuống nhận quà. Ủa chị nói nhận quà gì? Bạn nói chị mang cho em 17.000 tiền ship. Thế chị mang xuống, thế chị nhận được cái món quà đấy. Hóa ra là món quà này nó đến không phải là chị, tức là có một anh bạn đang chiết xuất những cái mỹ phẩm tự nhiên và anh ấy cho trải nghiệm dùng thử, thì chị không có đăng ký mà chắc là anh ấy bị nhầm lẫn sao á, xong rồi anh ấy gửi tặng chị đấy, xong rồi chị nhận món quà đấy, xong chị nghĩ rằng chắc là đây là kiểu vũ trụ như kiểu là mình con khóc thì cho ăn kẹo ấy đấy đấy, thế là chị sướng quá, xong rồi nó pút tinh thần lên dã man luôn. Nó rất là buồn cười, mà vừa là mệt ơi mệt, xong là tự nhiên đấy, chị vừa mới nghĩ nhá, chị vừa mới nghĩ là bây giờ con chán lắm rồi, con lăn ra con ăn vạ rồi chứ con mệt lắm không chịu nổi nữa. Thế là nhá, chỉ mấy phút sau thôi là một cuộc điện thoại shipper gọi chị xuống lấy đồ. Thế là chị mới hỏi về bên bên kia rằng như thế nào, thì các anh ấy bảo là à, cho trải nghiệm dùng thử đấy đấy. Nó rất là buồn cười luôn, chuyện có thật xảy ra cả mình. Không, nhưng mà thật ra thì mọi thứ nó cũng cũng đến đúng thời điểm đấy Ừ, kiểu thế, buồn chị cười kiểu ạ. nên chị bảo thôi cố gắng mang theo cái bật lửa, nếu mà lửa tắt ta lại châm cho thằng sàng tiếp thôi chứ không làm nào. Vâng. Thì cố gắng là giữ cho cái ngọn lửa bên trong mình nó luôn luôn cháy, đừng để cho Ừ nó tắt. là khó khăn thì chắc là nó rất là khó khăn À, cái con đường chữa lành là một cái con đường vô cùng khó khăn mà. vất vả, nó hút, có những ngày chị thấy nó hút cạn năng lượng của chị luôn ấy, mà chị chẳng suy nghĩ gì nó cũng hút cạn chị ấy. Thế là vừa mới sáng ngày ra thôi chị đã kịp làm gì không mà đã thấy chẳng muốn làm gì hết rồi, nên là thôi cố gắng, chúng ta cùng Chúng cố gắng. ta cùng cố gắng, bởi vì là vượt qua được cái giai đoạn này thì chúng ta sẽ tạo được một cái phản xạ, một cái thói quen để mà chúng ta đối diện với tất cả những cái nỗi đau hay hay những cái tình huống, những cái khó khăn còn đang chờ chúng ta phía trước. Bởi vì là con đường này là một con đường mà nó là những cái thử thách, nó là những cái thử thách nhưng mà sẽ rèn luyện cho chúng ta được cái bản lĩnh và rèn luyện cho chúng ta được cái kinh nghiệm chữa lành, cũng như kinh nghiệm đối diện với tất cả những cái khó khăn ở trong cuộc sống. Em thấy rất vui, em thấy rất vui, thật sự em thấy rất vui khi mà các chị có những cái chia sẻ và những cái rung động cùng người dùng cái rung động với em, để cho chúng ta cùng có cái sự đồng cảm, chúng ta có thể cùng cùng phát triển và chúng ta cùng đi lên. Em cảm ơn các chị rất nhiều. Chị cũng cảm ơn Nga, À. nhưng cái thông điệp Nga mang đến nó rất là ý nghĩa, và kiểu đối với chị ấy, nó rất là đúng lúc đúng thời điểm, mà chị chẳng biết tại sao, nhưng mà cứ chị Nga nói cái gì thì chị bảo ô đúng, cái này mình cũng đang kiểu đang thực hành hoặc đang đấy, nó rất là đúng. Dạo này khoảng khoảng tầm 4 5 tháng gần đây đối với chị nó như thế, mọi thông điệp nó đến với chị nó đều đúng là cái thứ mà chị cần, hoặc là nó đang diễn ra đối với chị, nó rất là màu nhiệm, gọi là phép Đấy, màu đấy, trời ơi kinh khủng sung sướng luôn. chính là chị đã gửi cái nhu cầu, cái khát khao của mình lên vũ trụ để vũ trụ đáp lời cho chị đấy. Ta Em chỉ cũng thích với cần chị nghe, với lại các chị là em khi mà em đi cùng với chị nghe, không có đi cùng với lại chị nghe một thời gian thế này á, cũng không nhiều. Thật ra là em cũng bị mà mất đoạn một thời gian, nhưng mà em phát hiện ra một chuyện là khi mà em thực hành những cái bài của chị nghe nè, thì em cảm thấy rằng là em xinh đẹp hơn, em cảm thấy em tự tin hơn. Dù là thực tế thì khi thế nào thì em cũng không rõ, nhưng mà bản thân của em cảm thấy là càng ngày mình càng xinh hơn. Mình ngày xưa là mình nhìn mặt mình rất là ác, mọi người bảo mặt em rất là ác và dữ, nhưng mà em thời gian gần đây thì em cảm thấy là mình hòa nhã hơn, mình dễ chịu hơn với bản thân mình một chút. Tuy là có những cái nó cũng tấn công mình, nhưng mà mình cũng cảm thấy mình chấp nhận được, mình đối diện được. Và mình thấy khuôn mặt của mình, về hình thái của mình cũng cảm thấy mình được thay đổi, con người của mình cũng tốt hơn. Đó là một cái điều mà em cũng chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ đạt được điều đó. ôi Chúc mừng vui Nga. quá. Thật sự là nghe cái điều này rất là vui, bởi vì là
Khi mà mọi người mà hiểu được cái bản chất bên trong, hiểu được những cái vấn đề bên trong của mình ấy, thì mọi người sẽ có được cái cách để chúng ta tự tự làm việc với bên trong, và chúng ta có từ cái điều đấy mà chúng ta có thể tự chữa lành được cho bản thân mình. Và khi mà chúng ta đang trên cái bước chữa lành thì chúng ta cũng đồng nghĩa với việc là chúng ta chuyển hóa được từ bên trong, và cái sự chuyển hóa đấy nó sẽ tỏa ra, nó rạng rỡ từ bên trong, cái sự tự tin đấy nó từ bên trong nó tỏa ra bên ngoài, và nó sẽ làm thay đổi tất cả mọi thứ xung quanh chúng ta. Khi mà chúng ta nâng cao cái rung động của mình lên, thay đổi mọi cái suy nghĩ, thay đổi mọi góc nhìn, thì tự nhiên cái thần thái của chúng ta nó cũng sẽ thay đổi. Và đó chính là cái sự tự tin ở bên trong bản thân chúng ta. Và đó là cái biểu hiện của cái việc là chúng ta tin vào chính mình. Và hãy trụ vững vào bản thân mình, hãy neo vào bản thân mình. Đừng đặt cái gốc của mình ra thế giới bên ngoài. Rồi. Có vẻ như là hôm nay đã khuya đã muộn rồi. Và những cái câu mà em vừa mới chat lên trên 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 nhóm thì đó chính là cái bài thực hành cho cái tuần này. Và mỗi một khi mà chúng ta rơi vào một cái tình huống là chúng ta tự ti hay là chúng ta kiêu mạn, thì chúng ta hãy cố gắng là tĩnh lại và chúng ta nhớ hoặc là đọc lên những cái câu khẳng định như vậy, để chúng ta sau đó chúng ta quan sát lại cái cơ thể của mình, quan sát lại cái cảm giác ở trên thân thể của mình xem nó thay đổi như thế nào. Thì đó chính là cái bài thực hành của tuần này. Và em xin hẹn gặp lại mọi người sang tuần sau, cũng trong cái phần về cái phần định danh lại bản thân mình như thế này. À, hôm nay em cảm ơn các chị và em rất vui mừng khi nghe mà mọi người đã được chuyển hóa và mọi người đã được phần nào chữa lành. Và em cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng với em trong suốt thời gian vừa qua. Chúc các chị ngủ ngon và chúc các chị có một cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc và an lạc. Thêm một tuần mới đầy tinh thần, đầy quyết tâm và luôn luôn giữ cho cái ngọn lửa ở bên trong của mình luôn cháy sáng. Cảm ơn em. Rồi, cảm ơn Chúc chị. cả nhà cuối tuần vui vẻ. Cảm ơn chị nghe, cảm ơn các chị.